chào các bạn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ha. Rồi, ở trong video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách phá form tóc dài xuống chải bình dân nha các bạn. Rồi, chúng ta cũng làm ẩm tóc và chải mái chia ngôi ha. Rồi, ở đây tôi kê lược, tôi phá form này luôn các bạn. Chúng ta chải lược qua tóc và nâng lược lên, chúng ta cắt một đường làm chuẩn các bạn. Thì ở bước này thì các bạn có nhiều cách cắt nha. Có thể dùng kéo bén xả phía trên cho nó mỏng nền và nó gọn xuống, hoặc có thể dùng kéo tỉa tỉa cho mỏng nền và sau đó chúng ta đi tông. Ở đây tôi đi tông thẳng luôn các bạn. Thì kê lược lên, chúng ta cắt một đường làm chuẩn, tính từ chân viền phía trên và lỗ tai ha, lên tầm khoảng 2 cm. Các bạn hướng lược ra ngoài, các bạn cắt một đường làm chuẩn trước, sau đó các bạn kê lược đi lại cái nền ở phía dưới chân viền và mai ha. Rồi chúng ta cũng làm mượt lại cái viền phía trước mai và sau mai nha các bạn, và vuốt lại cái nền chân mai cho nó mượt luôn ha. Đó các bạn, ở đây là các bạn nhìn thấy tôi cắt đuổi phía trên và nó đã ôm xuống rồi ha. Cái nền tóc nó mỏng đi như luôn nhiều rồi đó ha. Rồi ở phía sau cạnh bên tay bên phải này cũng tương tự các bạn, cũng kê lược chúng ta đi cắt đuổi dài lên cho nó mượt luôn ha, cho nó ôm cái nền luôn, không có từng khớp nha các bạn. Đó, cách kê lược thì chúng ta cũng chải lược vuốt tóc và nâng lược lên và hướng đầu nâng lược về phía chúng ta, cách da đầu 35 độ và chúng ta đi tông lên nha các bạn. Rồi sau đó kê lược chúng ta làm mượt lại cái nền ở phía dưới chân viền ha. Đó, chúng ta vuốt lại cái cho cái nền ở chân viền cho nó đều màu, cho nó mượt luôn các bạn. Rồi chấn cái viền phía sau cạnh bên tai này luôn ha. Thì cơ bản thì theo cách cắt của tôi thì tới đâu thì tôi làm cho nó hoàn chỉnh luôn tới đó các bạn. Chân viền này nọ cho nó sạch sẽ hết, chúng ta khỏi quay lại chỉnh sửa nó mất thời gian nha các bạn. Rồi ở phía sau gáy, ở cái phần đuôi tóc này cũng kê lược nha, cắt đuổi lên luôn nha các bạn. Thì chúng ta cũng chả lược của tóc và nâng lược lên, chúng ta tính từ ở dưới chân tiền ở dưới gáy các bạn lên tầm khoảng 3 cm ha, chúng ta hướng lược ra ngoài, chúng ta đuổi tông lên. Thì đây là cái cách cắt mà đi đường tắt các bạn. Chúng ta không qua những bước cơ bản như tỉa cho mỏng nền hoặc là xả kéo bén cho mỏng nền ha. Ở đây chúng ta kê lược, chúng ta đi tông thẳng cho nó mỏng và cho nó mượt, và chúng ta đi chân luôn các bạn, một bước một. Rồi chúng ta cũng kê lược, chúng ta cắt đuổi lại cái nền phía trên ở cái form sau ha, cho cái ngọn tóc nó ngắn đi và nó mỏng, nó ôm xuống ha. Thì lúc cắt đuổi này các bạn canh cái ngọn tóc còn lại ở phía trong cái nền tóc đó, nó đều nhau ha, là khi các bạn chạy xuống là các bạn thấy nó đều hết, nó không có chỗ dày chỗ mỏng các bạn. Thì đây là cái chúng ta đi theo cách cắt của tôi, thì tôi đi tông trước chút nữa, chúng ta tôi sử dụng kéo tẻ, tôi tẻ lại những chỗ mà nó còn hơi dày á, là nó đều các bạn mà nó nhanh hơn. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái viền ở dưới đuôi gáy nha các bạn, ở dưới óc á ha. Chúng ta vuốt lại cho nó mượt cái viền đó luôn. Do cái tóc này thì khách yêu cầu là chúng ta vuốt cái phần viền ở dưới gáy thả chứ không chấn ha. Rồi ở đây tôi di chuyển máy quay ngang để cận cảnh cái cách mà phá tầng khớp các bạn, và cắt đuổi luôn cái nền phía trên ha. Đó các bạn nhìn thấy nó mất cái tầng khớp ha, nó không có tầng khớp. Rồi cái cạnh bên tay bên trái này cũng kê lược cắt một đường làm chuẩn giống như cái bên phải nãy nha các bạn. Đó, thì cũng tính từ viền lên khoảng 2 cm ha, chúng ta hướng lược ra ngoài về phía chúng ta ha, rồi chúng ta đi tông lên. Đó các bạn thấy tôi đi tông rồi, tôi kê lược, tôi cắt đuổi dài lên phía trên ha, cho nó lại cái nền tóc ở trên xuống là không thấy tầng khớp nha các bạn. Ngày nãy đầu video thì các bạn thấy cái tóc này nền rất dày ha, nhưng mà tôi không tỉa ha, tôi cắt luôn là các bạn nhìn thấy nó mỏng rồi đó, nó đều, nó không có chỗ lòi lõm luôn á. Rồi cũng kê lược làm mượt lại cái nền ở dưới chân viền nha các bạn. Đó,
Thì video cũng chia sẻ tham khảo nha các anh chị và các bạn. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ xem video, theo dõi. Rồi ở phía side bên trái này, phía trước, phía trên cạnh vành tai và phần mai này, chúng ta cũng cài lượt cắt một đường làm chuẩn từ viền lành vành lỗ tai phía trên lên 2 cm ha. Đó. À, chúng ta hướng lượt ra ngoài, chúng ta cắt một đường làm chuẩn, sau đó chúng ta vuốt lại cái nền chân viền phía dưới. Như vậy nó sẽ mau hơn, các bạn cắt từ ở dưới viền các bạn cắt đuổi lên nó mất thời gian hơn. Rồi chúng ta cũng cài lượt vuốt lại cái tầng đó cho nó mượt luôn ha. Rồi bo viền phía trên vành tai luôn các bạn. Các bạn thấy tôi đi cái viền đó tròn này ha, không răng cưa, không xích giắc ha. Ở đây thì tôi sử dụng bằng tông quen này. Rồi vuốt lại cái viền phía trước mai và phía sau mai luôn ha, và cái nền của chân mai luôn. Chúng ta làm cho nó mượt, cho nó đều hết nha các bạn. Rồi cơ bản thì tôi đã đi xong cái phần chân viền bằng tông các bạn. Ở đây là cắt máy, thì cái máy này thì cắt ngang chân mày nha các bạn. Thì ở phần cắt máy này thì cũng có nhiều cách cắt ha. Có thể cắt bằng cái bén nha các bạn. Và cũng có thể kẹp tay lên cắt bằng cái bén. Rồi ở đây tôi sử dụng tông, tôi cắt cái phần máy này luôn nha các bạn. Rồi cũng so đỉnh ở phía trên luôn ha. So toàn bộ tóc ở phía trên đỉnh cho nó bằng nhau hết luôn. Cắt những cái ngọn tóc dài đi. Rồi ở đây tôi di chuyển máy quay sang bên tay trái, cái side bên trái các bạn, để cận cảnh cái cách mà cắt cái tóc phủ ở cái phần bên đây nè. Cho các bạn, có một số bạn kêu quay cái cảnh này, thì hôm nay tôi di chuyển cái máy quay qua đây để các anh chị các bạn thấy cách mà cắt tóc phủ ha. Đó, chúng ta canh ngay cái phía trên bình lai, ngay cái đường cắt đầu tiên của chúng ta nãy đó, chúng ta cắt nó ngang đó, cho nó bám ngang đó đi. Chúng ta kê lượt, chúng ta cắt đuổi lại lên các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó đều rồi ha. Rồi tôi đã đi xong cái phần tông các bạn. Ở đây tôi sử dụng kéo tỉa, tôi tỉa lại một vài kéo những cái chỗ mà nó còn tương đối dày các bạn, cho nó đều mỏng đều nhau ha. Đó, tỉa một chỗ như vậy, một hoặc hai kéo, và chúng ta di chuyển đi cho giáp cái vòng khung đầu này luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái nền tóc nó mượt hết ha. Chỗ nào dày thì các bạn tỉa lại, còn mỏng vừa thì thôi. Rồi ở phía bên tay phải này chúng ta cũng tỉa tương tự ha. Còn tỉa cái phần ngọn thôi nha các bạn, đừng tỉa sâu quá nó sẽ bị lủng ha, nó lòi lõm. Tỉa ngọn đi các bạn, bắt từ lớp bằng tỉa ngọn đi, khi các bạn chạy xuống thấy cái nền tóc nó mượt chứ lắm. Rồi ở đây là bước cạo viền, cũng là bước sau cùng để hoàn thành luôn kiểu tóc nha các anh chị và các bạn. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly trong thời gian vừa qua. Cũng xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng như thành công trong cuộc sống. Rồi viền nãy thì tôi chấn bằng tông tương đối sắc ha các bạn. Ở đây tôi cạo sơ lại những cái tóc con phía dưới viền cho nó sạch sẽ, là các bạn nhìn thấy nó nét rồi ha. Đó, thẳng mượt và không răng cưa, không dứt dắt ha. Rồi nếu các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Và tôi cũng có nhiều động lực để làm ra nhiều cái video để cho các anh chị và các bạn tham khảo ha. Rồi tôi cũng chải lại cái tóc để hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video này nha các anh chị và các bạn. Rồi đây là cái kiểu tóc chải bình dân máy chải 64 nha các bạn. Đó, đây là cái tóc của chúng ta khi hoàn thành ha. Từ tóc dài về chải bình dân ha, máy 64. Rồi mai thả các bạn, viền chấn sắc nét ha. Rồi viền ở gáy thả ha. Rồi video chia sẻ tham khảo là vậy. Còn
cảm nhận cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận ha. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.